Ngành công nghiệp sáng tạo hiện đang đóng góp 2.250 tỷ đô la Mỹ, chiếm 3% tổng GDP toàn cầu. Hiện nay đang có gần 30 triệu nhân sự tham gia vào các lĩnh vực của ngành công nghiệp này. Mỗi năm, những con số này lại tăng lên 8,8%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ phát triển bình quân của nền kinh tế thế giới. Vậy, ngành công nghiệp sáng tạo là gì? Theo British Council Hội đồng Anh, công nghiệp sáng tạo là các ngành kinh tế dựa trên sự sáng tạo, kỹ năng và tài năng của cá nhân, với tiềm năng tạo ra của cải và việc làm thông qua phát triển sở hữu trí tuệ. Cũng theo Hội đồng Anh, các ngành công nghiệp sáng tạo có thể chia làm 4 nhóm ngành chính. Di sản, bao gồm các loại hình nghệ thuật thủ công và địa danh văn hóa như bảo tàng, triển lãm. Nghệ thuật, bao gồm các ngành sáng tạo dựa trên nghệ thuật sáng tạo và văn hóa như nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn. Truyền thông, bao gồm các nhóm tạo ra nội dung sáng tạo nhằm tiếp xúc với đối tượng khán giả đông đảo như xuất bản và nghe nhìn. Sáng tạo chức năng, bao gồm các ngành công nghiệp tạo ra hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho một chức năng nào đó như thiết kế, truyền thông mới hay các dịch vụ sáng tạo. Dựa trên quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam tập trung phát triển 13 lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, bao gồm quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa. Trên thế giới hiện nay đã có 116 thành phố được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo như Liverpool, Berlin, Thượng Hải, Busan, nằm trong 7 lĩnh vực, thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn hóa, âm nhạc và truyền thông. Với định hướng phát triển từ Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Hà Nội là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, thủ đô cũng đang tập trung vào các ngành sáng tạo thế mạnh, bao gồm thủ công mỹ nghệ, nội dung số, phần mềm, game, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc. Theo thống kê, riêng trên địa bàn thủ đô hiện nay đã có tới 1.350 làng nghề, chiếm 60% làng nghề trên cả nước. Mỗi làng nghề đều chứa đựng những giá trị sáng tạo riêng biệt được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam, chia sẻ, hiện nay thành phố Hà Nội đang đặc biệt chú trọng phát triển thiết kế trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Dự kiến trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục được mở rộng ra nhiều thị trường thế giới như Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, dự kiến đóng góp hàng trăm triệu đô la Mỹ cho kim ngạch xuất khẩu. Với tỷ lệ người sử dụng Internet và tiếp cận nội dung số lên đến 70%, nội dung số được coi là một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, có hàm lượng tri thức lớn và mang lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Internet nói chung. Trong đó, Hà Nội với sự góp mặt của các tập đoàn lớn như VNG, VCCorp, VTC có đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng bình quân 20% một năm và lợi nhuận bình quân vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, trong tương lai gần, ngành công nghiệp nội dung số sẽ trở thành mũi nhọn đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành công nghệ thông tin. Từ năm 2011 đến năm 2015, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam duy trì mức độ tăng trưởng từ 10% đến 15% một năm. Tổng doanh thu năm 2015 đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Nhận thức tiềm năng to lớn của ngành, tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức phê duyệt đề án vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ phần mềm, chứ không cần quá nhiều những cái mặt bằng sản xuất, không cần quá nhiều những công nghệ phức tạp. Thế tuy nhiên nó cần một cái sự sáng tạo rất lớn. Thì đây là một thế mạnh của người Việt Nam chúng ta. Để chúng ta nói rất nhiều về câu chuyện là tư chất người Việt Nam rất hợp với cái việc phát triển phần mềm thì đúng là như vậy. Ngành xuất bản Việt Nam hiện nay là thành viên sáng lập của tổ chức Hiệp hội Xuất bản Châu Á Thái Bình Dương APA, Hiệp hội Xuất bản ASEAN APA, góp phần đắc lực vào hoạt động thông tin đối ngoại, đưa sách báo Việt Nam đến với thế giới. Với hàng chục nhà xuất bản trên địa bàn, Hà Nội là một trong những trung tâm của ngành xuất bản đất nước hiện nay. Đặc biệt trong năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức phê duyệt phố sách Hà Nội, dự kiến sẽ chính thức đi vào triển khai từ tháng 4 năm 2017. Đây là hoạt động phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp sáng tạo thủ đô, giúp ngành xuất bản có cơ hội tiếp cận tới những đối tượng công chúng rộng hơn. Với những bước phát triển nhanh chóng của ngành xuất bản Hà Nội, dự kiến tới năm 2020, Việt Nam sẽ đạt số lượng 450 triệu bản một năm, trung bình 5 bản một người một năm. Trong năm 2016, Hà Nội đã lần đầu tiên tổ chức thành công Vietnam International Fashion Week 2016.
Đây là bước tiếp nối của các chương trình thời trang trên địa bàn thành phố như Đẹp Fashion Show, Đẹp Fashion Runway. Các sự kiện với chất lượng chuyên môn cao đã giúp khẳng định vị thế thủ đô trong sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, từ đó hướng tới phát triển ngành thời trang có uy tín trong nước và quốc tế, tăng cường hàm lượng giá trị thiết kế thời trang. Thời trang là ngành công nghiệp lớn nhất trong 16 ngành công nghiệp sáng tạo của nước Anh. Và tôi cho rằng ngành công nghiệp thời trang cũng là một ngành rất lớn trong số các ngành công nghiệp sáng tạo. Ngành nghệ thuật biểu diễn bao gồm các hình thức trình diễn nhạc sống, hát, múa, kịch, xiếc, múa rối. Bên cạnh các ý nghĩa về mặt kinh tế, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn còn đóng góp vào sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần thủ đô. Các chương trình nghệ thuật do đó ngày càng phát triển với chất lượng cao. Với những bước phát triển mạnh mẽ, dự kiến đến năm 2020, Hà Nội sẽ đóng góp vào mục tiêu 16 triệu đô la Mỹ của ngành nghệ thuật biểu diễn cả nước. Đối với những tổ chức đề cao vai trò của sáng tạo, việc có một không gian phù hợp cũng đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Thấu hiểu điều này, tại Hà Nội, hiện nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những trung tâm sáng tạo mới như Hà Nội Creative City, Nhà sàn Collective, Manji. Đây đều là những không gian mới với thiết kế trẻ, hiện đại, hướng tới việc tạo ra cảm hứng làm việc và phát triển ý tưởng. Có thể nói, thời gian qua, thủ đô Hà Nội vẫn luôn là một trong những trung tâm sáng tạo của cả nước với sự đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Những thành tựu trong quá khứ và những bước phát triển mạnh mẽ vừa qua chính là tiền đề để thủ đô Hà Nội tự tin bước vào một thời kỳ phát triển mới với trọng tâm là ngành công nghiệp sáng tạo. The recent development of the National Strategy for Cultural Industries by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, I think is a really big benefit that we have in Vietnam that can help to support cities like Hanoi to further develop the creative industries. I think, as I said, there's a lot of potential here. Some industries are doing very well and flourishing.